xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ unbox review cái set Ignite Phantom ha. Set này set của Electronic này, cực kỳ nổi tiếng. Nó sẽ có hai bộ, một bộ là nó về nước, một bộ nó về lửa ha. Hôm nay mình sẽ unbox về bộ về lửa trước ha. Đây là mặt trước nè, mặt sau nè, cạnh trên, bên hông, cạnh dưới có logo của Electronic ha. Đó. Thì cái bộ này ra rất là lâu rồi nhưng mà nó rất là nổi tiếng ha, set này rất là nổi tiếng, thấy nó rất là đẹp, nó cơ cực kỳ đẹp, cơ cực kỳ đẹp, các bạn thấy con thánh bích thiết kế rất là đẹp ha, cực cái tầm cực kỳ, cái số nó cũng đẹp nữa ha, cái số number rất là đẹp, đó, các bạn thấy nè, design rất là đẹp. Đây là những bộ đời đầu của Elo ấy, cực kỳ nổi tiếng luôn. Hiện tại họ vẫn còn sản xuất ha. Thì các bạn biết rồi đó. Có những bộ người ta dừng sản xuất luôn, nhưng mà đối với bộ này người ta vẫn còn sản xuất. Rất là đẹp. Giấy rất là mỏng ha. Được in bởi USBC. Cực kỳ đẹp. Dễ thương. Cái kiểu design này sau này có một, cũng có rất là nhiều cái bộ bài khác nó bắt chước kiểu này ha, nó sẽ có một con khác nhau, nó sẽ vẽ một con khác nhau đây. Đây là hai cái tấm quảng cáo ha. Đó, xong sau rất đẹp. Fan ra rất là ngầu ha. Giờ mình thử pha rô thử ha. Pha rô rất rẻ, dễ ha. Không quen rồi. Rồi. Thì rồi các bạn có thể dõi.